trở lại với kênh mua sắm trực tuyến meta.vn. Thưa quý vị thân mến, khi thời tiết thay đổi hay là ô nhiễm môi trường thường gây ra viêm mũi dị ứng với các triệu chứng như là nghẹt mũi, ngứa mũi và chảy nước mũi, và do vậy ảnh hưởng đến được cuộc sống sinh hoạt cũng như chất lượng cuộc sống của quý vị. Nếu như để lâu tình trạng này còn dẫn đến polyp mũi, viêm họng, viêm thanh quản và viêm tai giữa và xuyễn. Và hôm nay thì Meta sẽ giới thiệu đến quý vị một sản phẩm, đó chính là chiếc máy trị viêm mũi dị ứng Medinol Pro, một sản phẩm đến từ Cộng hòa Liên bang Đức. Chiếc máy trị viêm mũi dị ứng Medinol Pro được thiết kế vô cùng gọn nhẹ, sử dụng hai pin 3AA, có thể mang theo bất cứ nơi đâu trong quá trình sử dụng. Để sử dụng máy, đầu tiên bạn lắp pin vào máy. Sau đó bật nước nguồn. Lúc này đầu đèn hai cực sẽ phát sáng màu đỏ, bạn đưa vào mũi để thực hiện điều trị. Sau 3 phút 30 giây điều trị thì máy sẽ tự động dừng và phát ra tiếng bíp. Vừa rồi thì Meta đã giới thiệu đến quý vị chiếc máy trị viêm mũi dị ứng Medinol Pro. Nếu như đã ấn tượng với sản phẩm, quý vị hãy nhấc máy lên gọi cho chúng tôi tới số tại Hà Nội 04-3785-5633 hoặc tại Thành phố Hồ Chí Minh 08-3830-8569, hoặc quý vị truy cập vào website meta.vn để xem chi tiết về sản phẩm và đặt mua hàng online. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Meta để đón chờ nhiều video hấp dẫn hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại.